hai thái cực trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, fan chân chính thì xếp hàng xin vào viếng. Bên lại diện đồ nổi đeo vàng đầy người. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những nghệ sĩ giản dị đến viếng thì cũng nhiều người nhận về sự chỉ trích của dân mạng. Điển hình là hai TikToker Bảy Bóng và Khầy. Cả hai đến tang lễ nhưng biểu cảm thì lại chẳng giống đi dự đám tang chút nào. Cả hai được đánh giá là cười tươi rói rói, đã vậy còn đeo trang sức chưa phù hợp. Nổi bật trong đám đông là TikToker Bảy Bóng thích đeo vàng, nhưng sở thích này lại chẳng hề phù hợp tại đám tang. Có thể thấy anh đeo vàng nặng trĩu cổ, tay cũng có thêm vô số vòng vàng giá trị cũng chẳng hề nhỏ. Với giao diện nổi bật như vậy, khi họ xuất hiện kéo theo vô số, những TikToker và YouTuber khác đồng loạt chĩa máy quay vào như celeb đang đi sự kiện. Cảnh tượng này chẳng giống đi viếng một cố nghệ sĩ lão làng chút nào. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình viếng của các nghệ sĩ, đám đông còn gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức tang lễ. Người nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã ra sức nhắc nhở khán giả nhường chỗ cho khách đến viếng. Tuy nhiên, một bộ phận người hiếu kỳ vẫn tụ tập và túc trực trước cửa nhà và khu vực đối diện đám tang để quay phim đưa lên mạng. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng gây tranh cãi không kém chính là Lâm Khánh Chi. Cô đến đám tang với một chiếc váy tím nổi bật giữa đám đông, đều mặc đồ đen, kèm theo đó là chiếc layout make up thật kỹ càng. Chưa biết có phải người đẹp vừa trở về từ một sự kiện nào hay không, nhưng việc make up lộng lẫy kèm trang phục nổi bật như vậy sẽ khiến cô nàng mất điểm không ít trước khán giả hâm mộ. Trả lời với truyền thông về vấn đề này, giọng ca Sầu Thiên Thu lên tiếng: "Hôm đó tôi dự một buổi tiệc rồi ghé lễ viếng luôn nên không kịp thay trang phục. Nhiều người chưa hiểu rõ cụ thể sự việc nhưng đã vội vàng quy chụp, nhận xét tiêu cực. Ai muốn nói gì thì nói, mình biết việc mình làm là được. Ai hiểu cho tôi rất cảm ơn, nhưng ai cố tình không hiểu thì tôi cũng chịu thôi." Trái ngược với hình ảnh của Lâm Khánh Chi thì nghệ sĩ Quyền Linh tự di chuyển bằng xe máy đến nhà tang lễ và vội vã đi về. Xuất hiện tại sự kiện, anh diện trang phục đơn giản tông đen và mang dép tổ ong để thuận tiện cho việc đi lại. Suốt quá trình tham dự, nam nghệ sĩ thể hiện rõ sự buồn bã, xót thương trước sự ra đi đột ngột của đàn anh. Hình ảnh giản dị của nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen từ công chúng, sự mộc mạc giúp anh tạo khoảng cách gần gũi, thân thiện với khán giả xung quanh. Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ cũng diện trang phục kín đáo, tông trầm khi đến tiễn biệt cố nghệ sĩ Vũ Linh. Điều này thể hiện sự tôn trọng, kính nể của các ngôi sao đình đám dành cho người đã khuất. Nhìn vào những fan chân chính của cố nghệ sĩ Vũ Linh, họ nắm tay Vũ Luân xin vào thắp cho cố nghệ sĩ cây nhang. Lúc được vào còn xếp hàng theo thứ tự vào rất ngay ngắn. Trước đó, nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng đã chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này. Cô cho biết đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh được đông đảo khán giả quan tâm, thăm viếng là điều khiến gia đình xúc động. Tuy nhiên, việc này cũng gây khó chịu bởi một số người quay và đăng lên mạng những nội dung có tiêu đề không đẹp. Mọi người quan tâm cậu là điều dĩ nhiên, vì cậu tôi là một ngôi sao, là thần tượng của nhiều nghệ sĩ khán giả. Việc họ thương tiếc quan tâm cậu là điều gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi mong các bạn hãy để cho hình ảnh của người nghệ sĩ luôn luôn đẹp. Rất nhiều nghệ sĩ lâm vào cảnh này chứ không riêng gì cậu tôi, Hồng Vượng nói. Có thể nói việc đến viếng và chia buồn cùng thần tượng của mình không phải là điều sai trái, nhưng bản thân những người tham gia nên có ý thức để những phút đưa tiễn trở nên trang nghiêm và ý nghĩa.